Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một cái nền diện tích bề ngang 5m6, dài 16m, tổng diện tích là 90m2, pháp lý là thổ cư. Thì đây là thuộc gạch bà bộ, thì là gạch bà bộ đang làm bờ kè. Thì con đường trước nền hiện thời là 4m, nhưng trên giấy nó làm bờ kè ra là sẽ là 6m. Đường này thì thông thương về các ngõ, thành ra xe qua lại rất là nhiều luôn, thì thuận tiện mua bán kinh doanh đa ngành nghề. Thì nền này đang quay về hướng đông nam, giá dao động khoảng chừng 2 tỷ 7. Thì bờ kè thì đang làm ở đây, thì đang làm bờ kè nữa ha. Đó, đây là cái bờ kè đang làm mé sông, thì có mặt tiền sông luôn, rất là thoáng mát. Thì ở đây nếu mà cất nhà lên mà có bờ kè đồ rất là thoáng mát ha. Thì cách chợ bà bộ đâu đó tầm khoảng chừng 300m là tới chợ bà bộ. Đại học y dược thì cả 800m là tới đại học y dược, bệnh viện đa khoa trung ương đồ là khoảng đó. Bệnh viện Phương Châu thì khoảng chừng 500m là tới bệnh viện Phương Châu. Thì diện tích nền bề ngang là 5m6 nhân 16 thì 91m thổ cư hướng đông nam. Chủ có nhu cầu bán là 2 tỷ 7, giá còn thương lượng nhẹ. Đây thì xe qua lại rất là nhiều luôn. Thì khu vực này là rất là an ninh, có đèn đường đầy đủ luôn. Thì cái nền mình là có thể là từ mí tường đó qua tới mí tường đây là 5m6, chạy dài 16 ha. Bờ kè đang làm, thành ra này bờ kè làm lên là rất đẹp luôn. Thì quý cô chú anh chị em nào cần sở hữu thì đến coi thực tế cái nền, mua bán thì trực tiếp mình gặp chủ mình thương lượng ha. Thì cái đường này sẽ chạy thẳng ra chợ bà bộ khoảng chừng 300m là tới chợ bà bộ. Đây nhà cửa rất là đông đúc rồi, nhà thì biệt thự là nhà một trệt một lầu rồi không ha. Đó, đường này thì xe qua lại rất là nhiều, có sông rất là mát mẻ luôn, view sông luôn. Diện tích bề ngang 5m6, 5m6 nhân 16 thì 91m hướng đông nam, giá bán 2 tỷ 7. Còn cái hướng ngược lại sẽ đi ra bệnh viện Nhi Đồng nha, hướng này sẽ đi ra bệnh viện Nhi Đồng, thì cách bệnh viện Nhi Đồng đâu đó tầm khoảng 1,5 km thì 1 cây rưỡi số thì tới bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện SIS, bệnh viện ung bú đồ, trường FPT, trường Nam Thơ rồi ha, rất là tiềm năng luôn. Thì một cái diện tích nền rất là đẹp, bờ kè đang làm view sông nữa. Đó, nền thì rất vuông vức, đã xa vòng vòng thì nhà cửa cắt hết rồi, còn cái nền duy nhất ha. Đó, đây là cái vị trí nền ha, đó, vuông vức rất đẹp luôn. Rồi quý cô chú anh chị em là có cần sở hữu thì đất này thuộc phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nha, giáp ganh với phường An Bình, bên sông là phường An Bình, bên đây là phường Long Tiền. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem, xin chào và hẹn gặp lại những video sau.